Đính hôn xong, Phạm Hương sống như bà hoàng ở Mỹ với chồng, chính thức thành đại phu nhân. Từng được fan hỏi khi nào tái xuất, Phạm Hương khẳng định sẽ về, nhưng chưa có ngày cụ thể. Sau nhiều lần đồn đoán, cuối cùng vào đúng ngày Valentine, Hoa hậu Phạm Hương đã xác nhận việc đính hôn. Tuy nhiên, nghi án cô mang bầu sinh con vẫn chưa được làm rõ. Danh tính ông xã Phạm Hương cũng là ẩn số khiến nhiều người tò mò, bởi dư luận cho rằng đó là một đại gia. Hiện tại, người đẹp Hải Phòng vẫn đang sống ở nước ngoài cùng mẹ. Trên Instagram, Phạm Hương liên tục khoe các hoạt động thường ngày với fan như đi dạo, nấu ăn, cắm hoa. Hoa hậu đang rất tận hưởng những giây phút thư thái, yên bình, nhẹ nhàng khi rời xa showbiz về ở ẩn. Phạm Hương khoe nhận đính hôn. Bức ảnh mới nhất được cô đăng tải cho thấy môi trường sống rất đáng mơ ước. Chẳng vì thế mà Phạm Hương còn gắn hashtag cuộc sống tươi đẹp. Bữa ăn ngon mắt với tôm khủng, Phạm Hương cắm và ngắm hoa mỗi ngày. Từng được hỏi khi nào tái xuất, Phạm Hương khẳng định sẽ về, nhưng chưa có ngày cụ thể. Bên trong căn nhà bên Mỹ của Hoa hậu Phạm Hương, khung cảnh xung quanh đẹp như cổ tích. Không thể thiếu những hoạt động như trượt tuyết và du lịch, mẹ Hoa hậu đã sang Mỹ sống cùng con gái.